Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Noi gương làm lành. Hòa thượng rời Trung Quốc rất lâu, đương thời cư sĩ hộ pháp chùa Tam Duyên là Lý Cảnh Hoa và Trình Thiên Hy đều trở thành người thiên cổ. Hòa thượng đã trước thuật Thủy Kính Hồi Thiên Lục, vẫn đặc biệt viết bài kỷ niệm hai vị đó, khiến thiện duyên hộ pháp và công đức của họ được trường tồn. Hòa thượng kể, lão cư sĩ Lý Cảnh Hoa có dáng người cao lớn, ông là Đông Y Sĩ. Ông ta tin Phật, ăn chay niệm Phật, lại nhiệt tâm làm thiện. Lúc ông ta 40 mấy tuổi vẫn chưa có con. Hai ông bà rất thành tâm đến chùa Tam Duyên, cầu phương trượng. Hòa thượng thường nhân cho ông bà một đứa con. Hòa thượng phương trượng từ bi mãn nguyện của ông bà. Năm sau, quả thật họ sanh được một bé trai đặt tên Lý Điện Tuyển. Do vậy, lão cư sĩ Lý Cảnh Hoa rất sùng bái, rất tin tưởng phương trượng. Ông ta thấy tôi lúc đó còn trẻ, chỉ là một sa di trong chùa, mà hòa thượng phương trượng tuyển chọn tôi làm thủ tọa, lại có rất nhiều người tin tôi. Ông ta đã không phục nói, chú tuổi trẻ như vậy, sao có nhiều người tin chú đến thế? Có người tin tôi là ông ta có vẻ đố kỵ. Tôi và Lý lão cư sĩ quen biết rất thân ở Đông Bắc. Tôi cũng có ghé qua nhà ông ta. Tuy ông ta đối với tôi vẫn tốt đấy, nhưng trong thâm tâm còn có chút gượng gạo. Suốt cuộc đời, ông ta chịu nhiều gian nan nghịch cảnh. Tuy chịu khổ, nhưng ông vẫn ăn chay. Mùa xuân năm 1985, Tổng hội Phật giáo Pháp giới phái một đoàn nữ chúng đi Trung Quốc triều bái tứ đại danh sơn. Thuận đường, họ ghé vào thăm vị lão cư sĩ đồng hương này. Vì Lý Cảnh Hoa và tôi có liên lạc thư từ, cho nên tôi biết địa chỉ của ông ấy. Lúc đó, ông đã 88 tuổi và ông vẫn còn nhớ chuyện xưa. Nghe nói tôi sẽ về Trung Quốc, ông rất mũi lòng ở nhà thúc thích khóc. Khi phái đoàn phỏng vấn tới, lão cư sĩ quỳ trước cửa nhà đón tiếp, miệng nói, Phật sống tới rồi, hoan nghênh Phật sống trở về đây. Rồi khóc sướt mướt rất thành khẩn. Sau đó không thấy tôi, ông rất thất vọng nói, tôi tưởng thầy ấy về, ai dè thầy không về. Rồi ông ta lại khóc nữa, khiến cho phái đoàn rất cảm động và lúng túng. Vài tháng sau đó, ông bảo con ông là Lý Điện Tuyển phải thành tâm tin Phật, phải trung hậu đối với mọi người và nhiệt tâm làm các việc thiện. Rồi không lâu sau, ông ta an tường giảng sanh. Trình Thiên Hy và Lý Cảnh Hoa là bà con với nhau. Lý Cảnh Hoa ở khu Tiền Hưng Long Câu, Trình Thiên Hy ở khu Hậu Hưng Long Câu, cũng tin thường nhân đại sư và có mối quan hệ rất thâm sâu với chùa chúng tôi. Tôi thường ở nhà ông ta ở vài ngày. Lúc đó tôi còn là sa di. Mẹ ông ấy ở quá khi còn trẻ. Lúc trẻ ông ta ăn nhậu cờ bạc, mọi người đều gọi ông là Trình Ba Gai. Đợi đến lúc ông thức tỉnh và vì báo đáp ơn mẹ, ông ta bèn cải tà quy chính. Từ đó ông nhiệt tâm làm việc từ thiện. Ông có hai bà vợ đều tin Phật. Lúc tôi biết ông được đề cử làm hội trưởng hội đạo đức tại thành phố Harbin. Đa số người ta gọi lão cư sĩ Trình Thiên Hy là Trình Thiện Nhân, vì ông ta rất thích giúp đỡ người nghèo. Ngày xưa là Trình Ba Gai là kẻ ác ôn, về sau là Trình Thiện Nhân là người mẫu mực của giới từ thiện, cũng là Phật tử kiền thành. Cho nên những điều xấu ngày xưa dĩ như đã chết hôm qua và làm các việc thiện về sau dĩ như mới sanh ra ngày hôm nay vậy. Có một năm nhà của ông náo loạn lên vì có ma. Nơi đó có một gã đàn ông bị tà ma nhập. Cả ngày từ sáng tới tối, gã ta cứ la lối muốn đốt nhà của ông. Lão cư sĩ Trình hoảng sợ,
Hôm 30 Tết bao xe tới chùa, cầu Hòa Thượng Phương Trượng đi trị tà. Hòa Thượng Phương Trượng liền đẩy qua tôi nói: "Chú đi đi, lão cư sĩ Trình cống hiến cho chùa chúng ta rất nhiều. Hiện tại gia đình ông ta đang gặp nạn, chú hãy đến nhà của ông ta xem sao." Tôi đến đó đứng ở phía nam, gã bị ma nhập đang đứng ở phía bắc. Gã lấy tay che mắt nhìn tôi. Người nhà hỏi gã: "Tại sao ông lại nhìn như vậy?" Gã đáp: "Sao mà chói quá vậy, tôi không mở mắt ra được." Từ đó về sau, gã đó không còn muốn phóng quả nữa, và như vậy là hết tà ma luôn. Các vị thấy đây có phải là tà ma không? Lúc đó tôi chỉ khoảng 22 tuổi, sa di mặc áo rách, chỉ là một chú tiểu mới xuất gia. Trình Thiên Hy đối với tôi rất tốt. Tôi có đến nhà ông ta, ông ấy thường hay đảnh lễ tôi. Con cháu bà con thân thích của ông đều quy y tôi, tôi không nhận cũng không được. Ghi chú: năm 1985, lúc ghi âm lại cuộc đàm đạo của Hòa Thượng ở Vạn Phật Thánh Thành với các vị bô lão ở Đông Bắc, ngài đã từng đề cập: "Tôi ở Đông Bắc, sau khi xuất gia, tôi ít qua lại với các bà con của tôi và các vị lão cư sĩ thân thiết lúc trước. Vì tôi coi nhẹ thân tình thế gian, nhất tâm hoằng dương Phật Pháp, giáo hóa chúng sanh. Tôi ở chùa có rất nhiều người ở các vùng lân cận tới quy y tôi, nhưng rất ít người cùng quê biết tôi, họ rất ít khi tới gặp tôi." Ha ha ha, 问三摩地娑诃。